Xin chào các bạn. Nắng chói lên. Nắng đã đến ở California. Sau một tuần mưa thì nắng đã trở lại. Đúng vào mùa xuân rồi, cho nên spring đã đến. Cuối tuần này là tụi nhỏ nó nghỉ spring break. Thì thật ra mình cũng không có dự định gì hết. Hồi xưa thì dự định là chắc phải đi làm passport đây, tại vì phải làm ở bưu điện á. Nhưng mà khu mình ở này nó đông lắm, làm biếng đi mấy khu xa nặng làm. Cái khu này mình đi đến cái bưu điện là sáng sớm phải tới 5 giờ đến, mình lấy cái số, xếp hàng lấy cái số rồi để đến 9 giờ bưu điện mở cửa thì mới bắt đầu làm giấy tờ. Nó phát ra như 40 người nó làm trong một ngày thôi. Mình đến trễ là coi như mình không có được. Nhưng mà mùa này lại xui cái là bà con đều muốn đi làm passport đang dẫn con đi chơi mùa hè đó, nắng nào đông hết trơn. Mình thử coi, đầu thứ hai mình đi đến thử lấy được số không, lấy được thì chắc phải gọi một cái bưu điện xa lấy hẹn. Anyway, hồi xưa mùa spring break này á, cái thích nhất là cái gọi là mùa hoa anh đào, dạ hội hoa anh đào, gọi là Cherry Blossom Festival. Thì nơi mình ở này có hai chỗ, một chỗ thì ở dưới Cupertino, nó làm hội chợ đó, thôi là ở trên San Francisco, cái China Japan Town đó. Japan Town thì mà tốt hơn, nó vui hơn, nhưng mà lại đậu xe khó lắm. Lên tới đó mà vô xếp hàng, vô đậu xe trong cái garage. Có lần mình đi đậu đến một đắp xếp hàng tới một tiếng đồng hồ mình mới đậu vô được á. Tại vì nó đầy hết rồi, nó chờ một chiếc ra, nó cho chiếc vô, chiếc ra, cho chiếc vô. Ở dưới Cupertino thì có cái trường học Community College De Anza, nó có bãi đậu rất là rộng, cho nên không có khó, chỉ đậu chở 3 đồng rồi đi bộ qua bên đường thì cái chỗ công viên đó làm festival đó. Hồi đó mình ở bên Okinawa đó, cái mấy cái festival này rất là vui mà rất là đẹp, tại vì người ta mặc kimono rồi ha, rồi mấy cái thức ăn thì rất là thơm, nhất là cái mùi teriyaki nó bay, cái mực nướng rồi nó bỏ sauce teriyaki sauce rồi, trời ơi, nó thơm. Ở đây dở lắm, đây có cái sakiyoba gọi là gì quá mì á, mì xào ăn dở. Rồi bán mấy cái đá bào bỏ nó đường vậy thôi, siro vô đó. Rồi thổi mấy cái gì lên nó cho nít chơi, không có vui bằng ở bên Nhật. Bên Nhật thì nó có vẻ đẹp hơn, với lại hoa anh đào thiệt, nó mọc đầy ở trên, mấy cái dốc núi. Bởi nói khi mà mình đi cái chỗ nào mà của chính thức rồi, cái mình đi đến mấy chỗ phụ mình chán. Giống như hồi đó mình ở đây lâu lắm rồi á, cái ăn chay khóm ở đây mà nhập vô đó thì cũng ok, ăn cũng được, không đến nỗi tệ. Cái đến lúc mình đi viếng đi thăm Hawaii lần đầu tiên, trời, đi đến cái chỗ trồng khóm, trồng thơm á, mua trái ăn nó gọt cho mình luôn, trời ơi, ăn mà nó tươi, nó ngọt, nó đã. Đâu về tới sau đó là mình về tới San Jose không bao giờ mình ăn cái khóm thơm mà mua bên đây hết.
Giống như bây giờ hôm đi về Việt Nam ăn gà, gà Việt Nam mà thơm quá trời, về Mỹ ăn gà mỗi lần ăn đúng vậy là chán quá. Dạ, hồi đó mình đi về Việt Nam mình nói gà, trời ơi món gà nhàm quá, ăn gì. Ai ngờ ăn vô trong cái quán đó ăn món cơm gà, trời ơi ra cái miếng gà nó thơm mà nó cái mình nhai ngon gì đâu, cái mùi gà. Rồi cái lần sau đi đến cái chỗ gọi là gà vườn, họ bán gà luôn, cắt cổ làm liền luôn á. Rồi mình kêu con nữa, một con thì cái kiểu mà nướng, còn nửa con là chỉ luộc lên thôi á, trời ơi, chỉ luộc thôi mà ăn nó ngon, nói tới thèm luôn á. Cái nào mà mình ăn cái chỗ chính rồi đó, cái gọi là gì, genuine thật sự của nó rồi, mình ăn cái không có phải chính thức, ăn thấy nó hết hết ngon. Nhưng mà gà thì ở đây ha, phải chịu thôi, ăn rồi. Mùa spring thì có gì nữa ta, thì có picnic, vòng vòng picnic, tại trời bắt đầu ấm lên á, cuối tuần người ta đi hay ra công viên picnic, nướng thịt đồ ăn. Nhưng mà cái mấy cái dạ hội thì mình thích đi là gọi là Cherry Blossom Festival. Còn cái nữa gọi là Hawaiian Festival thì cũng cũng thích lắm, nhưng mà thì cũng giống như hồi xưa mình đi qua Hawaii, rồi bây giờ ở đây cũng như cái nào mà ghiền lắm rồi. Mới đi cái hội chợ Hawaii. Hội chợ Hawaii thì có hula dance, đồ ăn thì cũng dởm dởm không. Mới đi Hawaii mới 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 thích. Ghé vô đây mua cái cà phê mới được. Mình mua cà phê nhưng mình chắc không uống đâu, để dành về mình đo máu đi. Tại mấy nay mình nghi cho người mình cái độ đường nó cao đó. Giờ mình về mình phải đo nó mới được. Đo xong thử rồi có thể mình gặp bác sĩ cho nó khám kỹ lại. Thể bị tiểu đường. Can I have a hash brown and a large coffee? Cinnamon sugar? No, just a black coffee. Is that all? Mua cái cà phê với cái khoai tây, nhưng mà mình không ăn khoai tây đó, con gái nó thích ăn chút, nó tối nó về là mình hâm lại cho nó ăn, nướng lại. Sắp tiện ấy. Cái này gọi là drive thru, là lái xe qua, chỉ qua mình order xong rồi mình lấy đi khỏi bước vô trong tiệm. Ơi, sắp hàng gì mà lâu quá vậy? Không kiên nhẫn gì khác. Have a nice day.
Ôi, trả tiền đây, phải đến đây lấy. Morning. Thank you. Thank you. Bye bye. Ok, mình đi đây, về đây. Giờ mình đo máu, có cái máy máy đo máu của Live Scan này hồi đó mình làm cho công ty này nè. Cái kim. Đo này mình phải không có ăn suốt đêm, phải nhịn đói. Có cái strip, cái thẻ này nè, mình đút vô. Lâu quá không xài. Cái này cái kim. Đây cái kim. Rồi gài nó, cái bấm nó cái này. Lâu quá không xài, không có xài tới lũng củng một chút. Ok, mình gài nó lại vậy, cái bấm cho chảy máu. Máu nó vô xong rồi đo. Chết mồ không? Cao quá cao rồi, hèn chi, biết lắm rồi. 108 mấy hả? 160. Ê, cao quá, đường cao quá. Chết tụi, biết lắm mà. Mấy nay thấy cái tay nó tê tê. Hay con người nó không có khỏe, đi tiểu nhiều quá là biết bị rồi. Xong chắc phải đi hàng bác sĩ. Chẳng lẽ là cái mình nhịn đói nguyên ngày thì chỉ đo từ 90 cho tới 100 thôi, mà cái này là tới 106 là quá cao rồi nè. Phải cứ ăn thật kỹ mới được, không có ăn gian nữa. Phải hẹn bác sĩ, cho bác sĩ cho thuốc uống chứ, bây giờ cao quá rồi. Lúc trước có 120 à. 120 là pre, nên là chưa khi bị bệnh, mà 106 là chắc chắn là bệnh rồi. Ok. Xin chào. Mình nghi là mình bị đường cao. Mấy nay thấy tự nhiên trong người nó không có khỏe. Rồi mấy cái ngón tay nó tê đó. Tại vì cái chất đường nó làm cho cái nerve ending nó bị không có còn nhạy cảm nữa. Với lại mình đi tiểu nhiều, cho nên mình biết là thế nào cũng bị cao. Bữa nay mình make sure mình đo máu thử thì thấy nó cao đẹp thiệt rồi. Giờ phải hẹn bác sĩ để bác sĩ khám lại rồi cho thuốc uống. Bây giờ mình đi bộ chừng tiếng đồng hồ vậy đó. Nếu như mình thấy kẹo khỏe xong rồi trở về rồi mình nghỉ mệt rồi đo lại thử coi cái nó xuống không. 160 là quá cao rồi, thường thường là khoảng 110. Như buổi sáng chưa ăn uống gì hết đó.
Còn lúc trước thì 120 là bác sĩ đã cảnh cáo mình rồi nha, còn giờ 160 quá cao. Ok, bây giờ mình đi bộ rồi mình hưởng thụ không khí sạch, rồi về nghỉ mệt chút xíu đo lại máu lại. Ok, nãy mình đo nó 160 mg là cao lắm rồi. Bây giờ mình đi bộ, rồi mình mới ăn xong ăn rau thôi. Bây giờ mình là thử lại coi nó có tốt không. Hy vọng nếu như mà ok, that's good news. Như vậy là mình sẽ control cái sugar của mình nó được. Mỗi lần mình ăn mình sẽ đi bộ một chút xíu. Rồi mình sẽ không ăn tinh bột nữa. Cái này là tốt lắm rồi đó, xuống rất nhiều. Wow. Giờ phải cứ ăn thôi, cứ ăn và đi bộ nhiều nữa. Good news. Chào các bạn, mình mới ăn trưa xong. Ăn một mớ rau luộc với một cái trứng. Bây giờ mình cũng phải đi bộ, đi cho nó tiêu bớt cái chất đường. Hồi sáng đo lên tới 160 milligram per DL, nghĩa là rất là cao, là mình phải giữ trung bình giữa 90 cho tới 110 là nếu như buổi sáng mà không có ăn gì hết á, nhưng mà sáng đo cao quá. Xong rồi là mình phải đi ăn chút xíu đỉnh cho nó có sức rồi bắt đầu đi bộ khoảng tí nữa. Rồi cái mình đo lại thì nó xuống còn 114, nghĩa là tốt rồi đó. Là có thể mình không cần uống thuốc, mình chỉ cử ăn với lại đi bộ nhiều, tập cho nó tốt. Cho nên mỗi lần mình ăn xong mình phải đi bộ nhất cũng 20 phút vậy đó. Hồi sáng thì đi hơi lâu, nhưng mà giờ cứ mỗi cứ ăn mình cứ ra đi bộ chừng 20 phút thôi, cho nó tiêu chất đường. Mình phải giữ chất đường thấp xuống, chứ còn không thôi nó cao hoài như vậy là mai mốt cái chứng bệnh mình nó sẽ không tốt, như là bị nhiều cái giống như bị thương rồi nó không có lành, hoặc là bị mai mốt ở chừng 5-6 năm sau có thể bị mù luôn nữa. Mình lấy cái tay nó hơi tê tê mấy tuần nay là mình biết cũng hơi có chứng, hơi bị cái gì rồi. Cho nên mình sáng nay tự nhiên thức dậy thử, phải cố gắng thôi. Giờ mình đi bộ tiếp nha, đi khoảng chừng 20 phút. Chào các bạn nha.